Vâng, xin kính chào tất cả các bác. Vâng, đã tiếp tục gửi đến tất cả các bác các cái loại sản phẩm tại kho của em nha các bác nhé. Vâng, rất là nhiều sản phẩm phù hợp mà. Và các bác có thể là lựa chọn thoải mái cho mình những sản phẩm tại kho. Vâng, lựa chọn thoải mái, sản phẩm tự chọn các bác ạ. Vâng, các cái hàng Nhật tự chọn, chọn thoải mái luôn các bác ạ. Các cái loại kéo cắt gà, mới về, made in Japan Nhật đây các bác ơi, made in Japan Nhật, rất chất lượng, kéo cắt gà cực kỳ là sắc. Đây là mới về được 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 13, còn 13 chiếc. Vâng, còn 13 chiếc tại kho. Còn bao nhiêu là đã xuất buôn hết rồi các bác nhá. Còn tại kho là còn 13 chiếc này. Và đây nữa, hàng này nữa tại kho đây. Cái này là kéo cắt gà của Đức. Vâng, kéo cắt gà của Đức, Made in Germany Đức các bác nhá. Đây các bác kéo, tháo cái này ra và các bác cắt, cắt gà, cắt vịt rất sắc bén. Vâng, rất sắc bén luôn. Và loại kéo này thì nó không bị han, bởi vì đây là sản phẩm cao cấp, sản phẩm cao cấp của Đức. Vâng, cực kỳ là chất lượng, rất là tiện lợi, tiện lợi để các bác có thể là cắt cắt gà. Vâng, cắt gà, cắt ngan, cắt vịt, kéo cắt gà, cắt ngan, cắt vịt đấy. Cuối năm rồi thì các bác sử dụng cái kéo này rất là nhiều. Kéo này thì gửi đến tất cả các bác cái loại xịn này nhá, với giá 180. Vâng các bác nhá, rất chất lượng. Ngoài ra còn những kéo này nữa. Vâng, kéo cái này là kéo dùng chuyên cho nhà bếp này. Đây này, cái này là cắt này, tỉa này, cây này, hay là cắt, cái này là các bác cắt rau này. Đấy, cắt rau này, tỉa cây này, cắt thịt này, vô tư. Cái này là thương hiệu của nó là Nhật Bản. Vâng, kéo này là kéo thương hiệu Nhật Bản các bác nhá. Đấy, kéo này là rất là tốt. Vâng, rất là tiện lợi. Cắt những cái rễ cây hay là cắt tỉa cây, tỉa cành gì đấy, hay rau dọ gì đấy, các bác sử dụng cái kéo này. Đấy, rất chất lượng. Kéo này thì các bác mua buôn cũng được, mà mua lẻ cũng được, đều bán hết các bác nhá. Đấy, kéo này thì gửi đến tất cả, cái này là kéo Nhật đấy ạ. Kéo này thì gửi đến tất cả các bác với giá là 150k. Đấy, 150k, 150k các bác nhá. Đấy, kéo xịn của Nhật. Về các cái lô kéo, về các lô kéo, kéo xịn. Còn các cái loại kìm đây ạ. Vâng, các loại kìm. Đấy, các loại kìm Nhật, hàng Nhật. Bên em chỉ bán hàng Nhật chất lượng cao các bác nhá. Đây này, kìm, đây là cái chiếc kìm này là kìm cắt tôn. Vâng, kìm cắt tôn này, kìm cắt ống. Cái này là kìm cắt ống của Nhật nhá. Kìm cắt ống của Nhật này các bác này. Kìm cắt ống của Nhật. Đấy, sản phẩm bên em là các bác sản phẩm tự chọn. Vâng, tự chọn theo yêu cầu của các bác. Đấy, các bác tự chọn được sản phẩm nào thì cứ alo cho em. Đây, cái kéo này rất là xịn này các bác ơi. Đấy, kéo rất xịn đây. Kéo này là của Nhật đây. Các bác nhìn cái chữ Nhật nó khác đây nhá. Các bác nhìn chữ Nhật nó khác. À, nó khác, rất là khác biệt. Đấy, bên em chỉ bán hàng Nhật thôi. Hàng Nhật này, hàng Đức thôi các bác nhá. Đấy, chỉ bán hàng Nhật, hàng Đức thôi. Các bác nào mà cần thì cứ alo cho em. Em gửi hàng đến tận nơi để các bác sử dụng. Đấy, toàn hàng ngon, toàn hàng ngon, toàn hàng xịn thôi các bác ạ. Toàn hàng chất lượng Nhật. Đây, các cái loại đây, kìm đây. Đấy,
các cái loại này là kìm Japan Nhật này. Cái loại này thì các bác yên tâm, bởi vì là hàng Japan Nhật, là các bác nào mà cần đến những cái kìm này thì các bác alo cho em nhá. Vâng. Kìm răng này. Đấy. Các bác alo liền cho em, bởi vì những cái hàng Nhật này là nó khác những cái hàng ở nước khác. Vâng, nó khác hàng ở nước khác. Nó chất lượng hơn rất nhiều. Đấy, nó chất lượng hơn rất là nhiều các bác ạ. Đây còn đúng một cái này. Đây xót được đúng một cái này. Cái này là các bác có thể là tháo cái trục clip đấy. Đấy, cái này này, các bác này cần này hơi bị ngon luôn. Đấy, cái này thì bán cái này giá gọi là giá đồ cũ các bác ạ. Đấy. Kẹp, cái này là kẹp các bác nhá. Đấy, các bác nào cần thì cứ chụp hình vào alo cho em thì em được gửi đến tận nơi để các bác sử dụng. Rất chất lượng và đây toàn giá theo giá hàng bán đồng bán đồ cũ. Vâng, nhưng mà chất lượng của nó thì có thể là tương đương với các cái hàng mới ở các nước khác nha các bác nhá. Chất lượng tuyệt vời luôn. Chất lượng rất tuyệt vời. Hàng Nhật là họ xài hàng Nhật là nó rất là bền. Cực kỳ là bền các bác nhá. Đấy. Đây là kìm đây các bác ơi. Kìm này là Tetki của Nhật đây. Tiền kìm Tetki. Unishiki của Nhật. Đây là kéo kéo này, bác nào mà cần cái kéo này, cái mã kéo này là răng của nó còn ngon lắm các bác ạ. Các ơi, răng còn ngon lắm. Răng ngon lắm. Này các bác xem. Cái này là giá trị này các bác này. Đây là made in Japan này. Đấy các bác nhìn thấy made in Japan chưa? Nó ánh sáng nó vào nó hơi bị chói. Đây made in Japan. Cái kìm này các bác sử dụng kìm này còn ngon này. Đấy, kìm này các bác mà mua mới thì nó phải rơi tiền triệu. Còn giá xả kho thì tính theo cân lạng thôi. Cái này thì giỏi lắm được mấy lạng, 5 lạng, 5 lạng thì nó rơi vào khoảng tầm 200. Cái này còn ngon này các bác. Ngon cực luôn ấy. Cái kìm này, kéo cắt này. Kéo cắt Nhật Bản ngon lắm. Quá ngon luôn. Vâng. Rất ngon luôn các bác. Hàng Nhật này nó là hàng lướt, hàng bãi cho nhưng mà nó chất lượng của nó phải nói là cực kỳ ngon luôn. Cực kỳ ngon luôn nhá. Đấy, cực kỳ ngon luôn. Toàn là hàng nội địa của Nhật đây, Japan đây các bác ơi. Đấy. Hàng nội địa của Nhật, Japan cực kỳ là ngon luôn. Cái này là cà lê đuôi chuột 1721. Đấy. Rất ngon. Đấy các bác thấy chưa? Nó trông như thế này thôi nhưng mà nó xài hơi bị đặc. Vâng, tiếp đến là phần xe đạp các bác ạ. Các bác nào mà cần một chiếc xe đạp mới về và vừa về được một chiếc xe đạp đen đỏ rất đẹp luôn. Vâng, đen đỏ rất đẹp luôn. Một chiếc xe rất là kêu. Vâng. Vâng, chiếc xe bạc đạn rất là kêu, cối nổ rất là kêu to các bác nhá. Một chiếc xe địa hình cối nổ kêu rất to của chính Đức. Vâng, chính Đức các bác ạ. Vâng, rất chất lượng luôn. Đây chính Đức. Khung carbon nano. Vâng, khung của nó là khung carbon nano các bác nhá. Cực kỳ là chất lượng. Chất lượng tuyệt đối luôn. Bây giờ khung carbon đang được rất được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới các bác ạ. Và có hai phuộc Đức cực kỳ là chắc chắn. Vâng, rất chắc chắn và rất êm ái. Sử dụng hệ thống chuyển động là bộ thắng đĩa Shimano của Nhật. Chất lượng, vâng, rất chắc chắn luôn. Phanh thắng đĩa Shimano của Nhật các bác nhá, cực kỳ là chắc chắn luôn. Đây ạ. Và bộ chuyển động của nó là Shimano Delray, cũng là của Nhật đây các bác nhá. Chất lượng vô cùng, vâng, hơi bị đẳng cấp đấy. Chiếc này rất ngon, vâng, rất ngon. Còn một chiếc màu huỳnh quang thì hiện tại là hết rồi các bác nhá. Vâng, chiếc huỳnh quang thì có bác đã sang tên cho bác rồi. Còn đây là một chiếc màu đen đỏ.
Vâng, màu đen đỏ mới về cho nên là nay em mới lên video để các bác có thể là xem luôn. Bác nào cần thì nhanh tay chốt đơn. Nhanh tay chốt đơn. Vâng, khung của nó là khung carbon nano rất to. Vâng, những chiếc xe vượt mọi địa hình đường trường các bác nhé. Đấy, nhanh tay chốt đơn cho bác, cho các bác chiếc xe của chính Đức các bác ạ. Đùi đĩa trục rỗng của Zetro Spec. Vâng, Đức nhé các bác nhé. Đấy, có các ốc đổi màu, huỳnh quang đổi màu luôn. Một đĩa và 12S là 12 lít. 12 lít cực kỳ là to. Các bác đi thong dong, đi đạp xe tập thể dục cũng được. Mà các bác đi đường trường cũng được, đường phố cũng được. Cối nổ thì rất là to. Vâng, xe chính Đức cho nên là cối nổ to. Độ bền chắc chắn, đi rất đầm chắc. Vâng, đi rất là sướng. Đi xe đạp là môn thể thao sướng nhất rồi các bác nhá. Đây các bác xem carbon nano. Nó là hoàn toàn khung bằng, hoàn toàn bằng carbon. Và được chính Đức thiết kế đây các bác nhá. Germany Đức đây các bác nhá. Đấy, cực kỳ là đẳng cấp luôn. Các bác thấy đẳng cấp chưa? Và hệ thống sử dụng của Đức này là Shimano, cùi đề của nó là Shimano Delray của Nhật. Một bộ chuyển động cùi đề rất là đồ sộ và đầm chắc nhá. Vâng, rất là hiếm. Và những cái bộ này trên thị trường rất là hiếm luôn. Rất là hiếm luôn các bác nhá. Nói chung là hiếm có, khó tìm các bác. Những chiếc xe chính Đức này rất là hiếm có, khó tìm luôn. Và bên em là bán hàng rất là đẳng cấp. Vâng, hàng Nhật, hàng Đức rất đẳng cấp luôn. Hệ thống của nó là khung carbon. Vâng, có hai phục Đức êm ái. Hai phục Đức êm ái đây nhá các bác nhá. Đầm chắc nhá. Hệ thống sử dụng chuyển động Shimano Nhật nhá. Và bánh của nó, lốp của nó là 27.5. Vâng, 27.5. Đi cái một cái đôi lốp này các bác đi tầm khoảng tầm 5 năm, 4-5 năm chưa phải thay lốp nhá. Đấy, 4-5 năm mới phải thay lốp các bác nhá. Và tâm inox phủ nano tĩnh điện này. Đấy, vành hợp kim nhôm cao cấp của Đức này. Của Đức thì các bác chỉ việc đăng ký và chốt đơn nhanh các bác, không các bác lại chốt đơn mất. Rất là nhiều bác hỏi xe huỳnh quang nhưng mà hiện tại là màu huỳnh quang hết rồi. Và còn màu đỏ này, đen đỏ cũng đi rất là đẹp, đẳng cấp luôn. Cũng vừa về xong. Đây hệ thống thắng đĩa dầu Shimano Nhật luôn các bác nhá. Đấy, rất chất lượng luôn. Màu này thì cũng là màu đẳng cấp rồi. Màu này rất đẹp nhá các bác nhá. Với giá cũng tương đương chiếc huỳnh quang kia. Và giá của chiếc xe này sẽ là 16.800.000 cho các bác lựa chọn nhá. Đấy các bác ạ, nhanh tay chốt đơn cho em. Đây, cái này là bằng cao su cực kỳ là êm luôn này. Đấy, êm luôn, của Đức đấy. Và pô tang ghi đông hợp kim nhôm chắc chắn của Đức nhá. Rất đẳng cấp. Đây, made in Germany. Và chân chống này là, chân chống này là em lắp thêm một cái chân chống carbon. Đây là chân chống carbon các bác nhá. Các bác nhìn thấy cái chân chống carbon nó đẳng cấp thế này cơ mà. Lắp luôn vào trục này, trục rỗng này. Đấy, lắp luôn một cái trục Meyer này các bác nhá. Đẳng cấp. Vâng, rất tiện lợi luôn. Đấy, tặng luôn các bác cái chân chống nhá các bác nhá. Tặng bác cái chân chống carbon. Lắp rất tiện lợi luôn. Các bác đi xe không có chân chống thì nói chung là rất là bực mình, đúng không các bác? Đấy, không có chân chống này bực mình lắm. Không có chỗ nào dựng xe đi tập ngại lắm. Cho nên các bác lắp chân chống vào. Pedal, vâng, pedal rất đẹp. Rất đẳng cấp luôn các bác nhá. Các bác nhanh tay, Yên Twitter Đức. Vâng, chiếc xe Đức 16.800.000 các bác. Vâng, các bác nhá. Cối nổ rất to. Vâng, xe đẳng cấp nhất thế giới các bác nhá. Rất chất lượng luôn.